Ok, xin chào anh em đã trở lại với Ria Kiên Minh và thời gian đây thì có vẻ như anh em khá là quan tâm đến cái việc đó là chơi free fire trên pc thì uh, chơi free fire trên máy tính ấy thì có nhiều bạn hỏi là mình dùng giả lập gì thì uh, thực tế là 3 năm nay thì mình chỉ dùng duy nhất một loại giả lập đó là giả lập blue thôi và mình thấy là sử dụng blue nó rất là an toàn nó hoàn toàn không gặp bất kỳ vấn đề gì cả thời gian đây thì có một số bạn thì uh, kêu là có một số những cái sự vụ trên mạng ấy về việc là một số streamer này streamer kia họ sử dụng uh, phần mềm giả là lập này, là lập kia và khiến cho tài khoản nó gặp vấn đề à, thì thực tế cái này mình cũng có quan tâm tuy nhiên thì mình cũng chưa mình cũng không có thông tin chính xác về việc đó tuy nhiên thì ngày hôm nay thì mình cũng sẽ giới thiệu cho các bạn một cái phần mềm đó là BlueStacks thì cái này thực ra mình đã giới thiệu với anh em rồi và nhiều anh em đã biết rồi thì khi mà dùng BlueStacks này ấy, thì cái game của chúng ta nó chơi khá ổn định và chúng ta hoàn toàn để chơi trên PC thì bên BlueStacks hôm ngày hôm nay thì họ cũng có ra mắt một cái sản phẩm mới đó là phiên bản 5.0 của họ đấy là BlueStacks 5 thì cái BlueStacks 5 ấy thì sau khi mà mình test ấy, mình để ý được rằng là cái uh, bộ nhớ của nó sử dụng rất là nhỏ, uh, tức là sử dụng rất là ít và thực sự đây là một cái uh, giả lập trên máy tính nó khá là nhẹ. Nên nếu các bạn nào mà chưa biết giả lập là gì ấy, thì giả lập nó là một cái uh, phần mềm mà chúng ta có thể gọi là chơi những game di động ở trên máy tính đấy. Các bạn chỉ cần hiểu đơn giản như vậy thôi <laughs> thì nó sẽ hoạt động tương tự như là một cái uh, điện thoại vậy. Ok thì uh, mình đang uh, mình đang uh, Uh, thử chơi uh, Fire max ở trên cái uh, giả lập này và đây là đây là cái giả lập blue stack nhá thì có nhiều chưa bạn thì uh, chưa biết là sử dụng thì. giả lập như thế okay. nào thì uh, đơn giản thì đầu tiên thì chúng ta cần, uh, cần một cái máy tính tất nhiên chúng ta cần máy tính uh, tiếp theo chúng ta sẽ tải cái phần mềm này thì các bạn lên uh, trang uh, bluestack com đấy địa chỉ bluestack com đấy thì ở trên này các bạn sẽ nhìn thấy ngay một cái giao diện đấy là uh, nhanh hơn nhẹ hơn thay đổi cuộc chơi đó thì họ đang giới thiệu về cái blue 5. Uh, Blue stack 5. BlueStacks 5 này thì uh, tốn ít bộ nhớ hơn, cũng như là sẽ chạy mượt mà hơn cái bản mà mình bình thường mình vẫn sử dụng là BlueStacks 4. Nhưng mà hôm nay họ mới ra BlueStacks 5 thì anh em ấn cái tải ngay uh, đây, uh, đây là đây là tải BlueStacks uh, 5. Đây anh em mình uh, tải BlueStacks uh, 5. Đây chơi trên BlueStacks 5 để blue xanh năm họ cách điệu thành hình cái uh, sau anh đó thì anh em tải cái phần mềm đó về. Anh em tải phần mềm về anh em cài ra thì khi anh em anh, anh em cài ra ấy thì nó sẽ uh, uh, có một cái giao diện như thế này. Anh em tải tải ra nó sẽ có giao diện như thế này. Đây tôi sẽ đây nó sẽ có giao diện như thế này. Đó thì khi mà giao diện như thế này thì anh em uh, cài Free Fire thì anh em vào Play Store sau đó thì anh em đăng nhập uh, Play Store như bình thường thôi. Đăng nhập như là chúng ta dùng cái điện thoại ấy, sau đó chúng ta tải Free Fire Đó là Free Fire Max, ví dụ như là Free Fire Max chẳng hạn. Đấy, chúng ta tìm Free Fire Max thì ra Free Fire Max sau đó chúng ta uh, cài Free Fire Max và mở lên đăng nhập vào trong game như bình thường. Đấy có nhiều bạn thì không biết là nút nữa như thế nào thì các bạn sẽ thấy ở bên tay mục tay phải đây này. Anh em nhìn thấy ở trên tay phải nó có một cái chỗ hình cái bàn phím ấy thì khi mà bấm vào sau đó thì anh em kéo cái cột opacity lên kéo Coropa City lên thì nó sẽ hiển thị uh, tất cả những cái nút mà tương tự như là cái mà chúng ta điều khiển trong game. Thật ra trong sách này thì họ đã họ đã cài đặt sẵn cái uh, hệ thống uh, nút vào rồi, thực ra anh em vào phát là có thể chơi luôn. Thì chúng ta ví dụ chơi quen một thời gian ấy, chúng ta chơi quen một thời gian thì chúng ta có thể uh, cho những cái nút này nó mờ đi. Đấy, cho những cái nút này hệ thống nút này nó mờ đi. Uh, thực ra ví dụ như mình mình chơi quen rồi thế là mình không cần mình nhớ tất cả các nút rồi. Ví dụ như là tương với cả những cái nút ở trên uh, này đây mình sẽ cho anh em xem cái giao diện uh, điều khiển ví dụ như là tương ứng với những cái nút ở đây thì chúng ta sẽ có là nút uh, nút V thì sẽ là kích hoạt kỹ năng của nhân vật này nút uh, G, nút F thì sẽ là dùng này, nút G thì sẽ là cứu đồng đội này. A B A W A S D trên bàn phím ấy thì sẽ là những nút uh, di chuyển. Uh, số 6 thì chúng ta dùng lựu đạn, nó dùng bom keo, nút uh, số 5 thì chúng ta sẽ dùng uh, bình máu, nút tab thì chúng ta sẽ dùng ba lô, nút ship thì sẽ chạy nhanh. Đấy, uh, nút uh, đấy có các nút ấn nút M nó sẽ mở bản đồ, ấn R nó sẽ thay đạn. Còn ấn hai ba bốn thì nó sẽ chuyển các loại súng của chúng ta với nhau. Đấy, ở đây nó đang uh, Uh, chưa có một số những cái nút Ví dụ như là dùng súng đôi thì nó phải ở nút e ở trên Blue sách 4 thì mình đã setup được rồi trên Blue sách 5 thì uh, có lẽ là nó chưa cập nhật cái này nên là mình cũng sẽ uh, cần uh, uh, cập nhật cái này sau còn uh, lý do nhiều bạn hỏi là lý do vì sao ấy mà mình thích chơi giả lập thì mình cũng uh, giả lập trên PC nhưng chương trình giả lập này thì cái này nó rất thuận tiện cho việc livestream đấy thực tế là bây giờ các bạn biết là bây giờ ở trong China FIFA của chúng ta ấy thì cái việc và uh, uh, các streamer ấy, họ dùng uh, chơi trên máy tính rất là nhiều, tại vì chơi máy tính này nó sẽ đỡ phiền hà hơn, bởi vì các bạn biết là lắp cái điện thoại vào trong cái uh, để kết nối điện thoại mà chơi và kết nối vào máy tính để live stream ấy, nó rất là phức tạp. đấy, mình thì không phải là một streamer kỹ năng, mình chỉ review các sự kiện thôi. đấy, thế nên là việc đấy là lý do vì sao mà mình uh, uh, chơi bằng giả lập PC, cái đấy là cái thứ nhất, cái thứ hai là thực tế là khi mà mình chơi điện thoại ấy, nó phải nói là nó khá hại điện thoại, tuy nhiên thì uh, mình chơi trên này thì mình không phải lo về hai vấn đề. Thứ nhất là ví dụ như là mình livestream nhiều thì mình không phải lo về vấn đề hết pin. Thứ hai là cái đồ họa của nó thì mình có thể để đồ họa cao nhất. Đấy, với cái cấu hình máy tính ý, thì đây mình có thể đồ họa để đồ họa cao rồi độ sáng rồi cao, nói chung là maximum tất cả. Ok, còn trải nghiệm trong game thì thực tế nó như nào? Tất nhiên là trải nghiệm trong game thì nó rất là phê. Trải nghiệm Ok, bây giờ thì mình đang ở trong một trận đấu rank À, mình sẽ test thử xem là cái phiên bản BlueStacks mới này chơi nó có mượt mà xịn sò hay không nói chung là cái uh, chơi bằng cái phiên bản uh, chơi BlueStacks này luôn là một trong những cái phần mềm mà theo mình đánh giá là nó rất uy tín bởi vì là nó có một cái độ uh, gọi là ổn định rất là cao và chưa kể là phiên bản này chúng ta sẽ tốn rất là ít bộ nhớ đó OK con dê à, địch đẩy bên tay phải rồi địch đẩy sang bên tay uh tay phải của chúng nó là tay trái của tôi <laughs> ôi nhảy lên đầu rồi người người chơi hệ leo mái nhà người chơi hệ người chơi hệ leo nóc nhà à mình ra đây người chơi hệ leo nóc nhà người chơi hệ leo nóc nhà người chơi hệ leo nóc nhà với chúng tôi người chơi hệ leo nóc nhà một pha đẩy tới đến từ vị trí của streamer gà nhất việt nam đâu rồi <laughs> Nói chung là cái map này mà ở level đầu này mà leo nóc nhà thì lộ lắm anh em ạ Lộ, lộ liễu luôn Lộ rồi Đâu rồi Không phải đây à sao là team mình à Ui giời, mộc mộc Ui giời ơi, tôi, tôi còn chưa kịp bắn phát nào Tôi còn chưa kịp thể hiện cái độ o cho của bản thân Địch nó đã nằm rồi <laughs> Chưa kịp làm gì anh em ạ Đóng ngay quả M4A1 Game, game sau mình mua... Hôm nay mình mua M4A1 game sau mình mua MP40 mãng xà đấy, múa múa lửa cho anh em xem. Đấy, đấy, múa cho anh em xem đấy. Được không anh em. Đấy, ui Ui được chưa? Đấy, gọi ra súng luôn. Phải không? Phải không bạn Hờ Duy? Thế là bạn không thể nghe mình nói gì mình tắt mic rồi. Đâu rồi. Nó ở đây cậu bắn hỏng người. Thôi, thôi, Chưa kịp bắn hỏng người nó nó bắn hỏng người tôi rồi anh em ạ. Ờ à, không ổn rồi Tôi chưa kịp bắn hỏng người nó nó Ôi giời, nào nhỉ Bạn ơi, bạn bạn nào bắn cục thế nhỉ Không, bố không đi ở đây nữa Dỗi, dỗi rồi Mình chưa kịp bắn nó, nó, nó bắn hỏng người mình rồi Muốn leo lên trên này Mất <laughs> hai bình máu rồi anh em ạ Toang thật sự Tôi, tôi, tôi chưa kịp bắn nó mà nó đã bắn tôi rồi Thằng này đúng không Nấp ở ngoài đây đúng không Nấp ở đây với chúng tôi À à làm sao làm sao làm sao xin nhẹ hay mạng làm sao Úi trời ơi Úi trời ơi chưa kịp làm gì cha hiểu gì thì địch chết hết rồi anh em ạ nói chung là chơi blue stack này mượt đây tôi mở cho anh em xem cái bảng chỉ số của cái blue stack này à nói chung là nó chỉ tốn đâu đó khoảng mấy trăm mê thôi đấy tốn có ba trăm mê này Tốn có 300 mê phê thật sự anh em ạ. Tốn có 300 mê. Đấy, phê thật sự luôn. MP40. Có thể không đủ tiền để mua sáp. <laughs> Đấy, nói chung là tốn rất là ít ram nha anh em nhá. Đây tôi mở anh em xem. Đây. Đờ cho anh em. Tốn rất ít ram luôn. Tốn có 300 294 ram. Thôi các bạn làm gì đây? Thi đấu với bạn ơi. Nó đẩy qua bây giờ thi đấu đi. Đi đấu đi thi đấu đi ôi trong nhà kìa ai à ai à ai à ai à ai à ai da, ai à không ổn rồi không ổn rồi ai rồi ai rồi ai rồi nó bắn đau quá hắm rồi hắm rồi ai hắm rồi ai rồi ai rồi nó bắn đau quá ôi giời, còn mỗi mình tôi hắm rồi kéo lại mất mp hắm rồi, hắm rồi. Ấm rồi à? Một cân bốn Có cân được không? Một cháo Cứ vẻ làm nhẹ cái đầu Hai cháo Ôi Hai cháo Hấm rồi Hấm rồi Hấm rồi Lấy đâu ra máu rồi chơi Máu đen em ơi Lấy lấy máu đâu ra chơi Lấy máu đâu ra chơi rồi À, không keo này. Hắm rồi, hắm rồi. Hắm rồi, đang tấu hài ạ, à? đùa. À, thằng này nó cũng không có máu. Hắm rồi, hắm rồi. Hắm rồi. Hắm rồi, hắm rồi. Lấy gì ra chơi rồi rồi anh em. Lấy 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 gì ra chơi. Đấy, cứ đặt uh, kèo để cho chắc cú. Đào ra đây. Đây bạn ơi Nó đẩy từ hai hướng đến đấy Tôi biết mà Ôi giời ơi Nó bắn sót gan như thế thì đỡ thế nào được <laughs> Ôi giời ơi Không sao Không sao bôi cao sẽ khỏi làm sao đủ tiền chơi mp mươi giờ Cày thế nhờ Cày thế nhờ Đúng rồi tôi thật nhưng mà tôi không chat được Vì tôi đang quay video Lấy lấy gì chơi giờ Lấy gì chơi rồi, bây giờ anh em Lại MP40 thôi Kéo trận này lại thua Anh em bắn nó tử tế vào Anh em bắn thế thì thì toang Bắn thế chết tôi Đang quay video để test sản phẩm đấy <laughs> anh em bắn thế ôi con chó này đau quá, ui, đùa, đây, ui, không ổn rồi, 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 bật mốt nghiêm túc, bật mốt nghiêm túc anh em ơi, không ổn rồi, không ổn thật sự rồi, không ổn rồi, không ổn rồi, hóng rồi, hóng rồi, sao thanh niên lại chạy vào đây? biết đấy nó đông lắm không? nó phải nó đâu, đâu nữa? rồi tôi sẽ bám theo thanh niên này, rồi. Rồi, nó không ở trên này thì Trong nhà, trong nhà, bên này Ui xôi ôi Ui xôi ôi Tôi còn hết bình máu cơ Đây Đùa Không có sáp khổ, <laughs> khổ thế chứ lại Không có sáp khổ thế chứ lại Bắn một phát lại ra đi luôn mới đầu kia yeah, giết nó có một thằng thôi kia ơ kìa ui nè bông keo không ra này khá lỗi solo nó đi bạn ơi ui rồi ui rồi ôi chạy như thế thì dở rồi <laughs> chạy thế là dở rồi <laughs> à, định mệnh chạy như vậy là dở rồi chạy như vậy là dở rồi bạn ơi Ừ, Bên kia nó có thằng bắn lây đúp tín quá anh em ạ Đùa trận này mình đang muốn tấu hài tí Mà địch thi đấu nghiêm túc quá Sao chơi giờ Sao làm sao Làm 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 sao chơi giờ Khổ thế nhờ Muốn tấu hài không được anh em ạ à, Muốn tấu hài cũng không được Khổ lắm cơ Lê Đấy. Nó rình ở đây, nó ăn tôi đấy. Ra đây bạn ơi. Ra đây bạn ơi. Ra ăn mình bạn ơi. Ra ăn mình bạn ơi, mình đứng đây này. Chơi nhau thôi. Chơi thôi. Chơi bờ À, cứu bộ, đục tường theo luôn. Đục tường luôn. Đục tường luôn. Làm may hay nhảy. Đây chơi được phải kia ha bạn lại sao bạn lại nhặt bom keo của tôi đùa anh em cây khế, khế lắm cây khế, khế lắm cứ phải mạnh mẽ lên chơi cái game này ui trời ơi để nó ăn thế hả bạn ơi chơi game này cứ phải mạnh mẽ lên apple kin ở đâu rồi ô đâu nhỉ đây này phải trên này không ta Kiểu đâu nhỉ? tới kìa, Ui giời. làm nhẹ mà. cái <laughs> 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 tôi hay nhầm một cái nút uh, tắt bật tắt mic. nhà tôi đã không để mic được, tại vì là nếu mà tôi để mic thì uh, nó sẽ ảnh hưởng đến uh, các bạn. ai bàn đây đúp này, cho không thèm, dăm ba khẩu ấy đúp không thèm làm thêm khẩu mp 10 nữa cầm cho Hawaii cầm hai tay hai khẩu đấy hai <laughs> tay hai khẩu được anh em được không ai thèm nhặt a đúp luôn vãi cả nồi hai tay hai khẩu a đúp cần thì bật chế độ bắn hai tay hai khẩu a đúp đôi đấy như là bắn uh, vector luôn được của nó luôn à đâu rồi ôi tim rất là gắt nhá tim địch nó có một cái độ gắt rất là kinh nhá lúc nào nó cũng gọi là một cháo, ôi trời ơi, gạt, đình ly, ôi trời ơi, ôi trời ơi, ôi trời ơi, double kill, à, pha double kill dành cho sở gà nhất Việt Nam, được không anh em? được, bắn bắn thế thì bắn thế nào nữa? đòi hỏi gì nữa? tích đâu nhỉ Tôi cứ bật nhầm cái loa lên đây này Ha! Vuốt 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 tâm vuốt tâm vuốt tâm Cũng kinh Cũng gọi là biết vuốt tâm Tâm với chúng tôi thôi Cũng gọi là biết tí vuốt tâm Căng <laughs> thẳng không? Quá căng thẳng luôn ok thì đấy là cái phần mà mình uh, chơi thử một trận ở uh, trên cái blue sách năm này mình thấy uh, bắn rất là phê thì uh, uh, nói chung là đây là một phần mềm khá là ngon và mình có để uh, link tải ở phía dưới video này nếu như đây là lần đầu tiên anh em đến với kênh của Ria minh các bạn đừng quên để lại mình một like một subscribe được đẹp trai được xinh gái nhé bây giờ thì uh, xin chào và tạm biệt các bạn uh, hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau bye bye